Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an ngập trong tiền, hội người tàn tật bị đảng quăng cho khúc xương Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội Cộng sản đã ra nghị quyết 105 trên 2023 Quốc hội 15 về phân bố ngân sách trung ương Đáng chú ý là chi cho Bộ Công an năm tới cao hơn năm nay đến hơn 13.000 tỷ đồng Cụ thể, năm 2023, Bộ Công an được chi 99.953 tỷ đồng, còn năm 2024, Bộ Công an được chi 113.271 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục thì chỉ được một con số vô cùng khiêm tốn là 7.711 tỷ đồng. Mức chi này chỉ bằng 1 phần 16 so với mức chi cho Bộ Công an. Bộ Giáo dục đang rất nát với tình trạng móc túi học sinh bằng đủ thứ loại phí. Nguyên nhân cũng là bởi vì ngân sách cho giáo dục quá ít, trường phải tìm mọi cách để nặng cho ra tiền từ túi phụ huynh hình ảnh bộ công an của ông tô lâm được duyệt chi ngân sách tăng hơn nửa tỷ đô la so với năm ngoái để đổi mới giáo dục cần phải thay đổi nhiều thứ tuy nhiên ngân sách cho giáo dục không thể eo uột mà có thể cải cách được cho nên với việc chi cho giáo dục kiểu nhỏ giọt như thế cho thấy đảng cộng sản không quan tâm tới giáo dục Nền giáo dục có nát thì cứ để cho nó tồn tại như lâu nay vẫn thế. con cái quan chức hầu như được cho đi du học bằng tiền tham nhũng thì họ cũng không cần phải đổi mới nền giáo dục theo chiều hướng tiến bộ hơn. chi cho Bộ Y tế năm tới cũng vô cùng thảm hại, chỉ có 7.010 tỷ đồng bằng 1 phần 16 so với Bộ Công an. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu bệnh viện nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh viện xây dựng xong rồi bỏ hoang rất lãng phí không những thiếu bệnh viện, Việt Nam còn thiếu cả thuốc và thiết bị y tế cần thiết. Với cách chi ngân sách như thế thì Đảng Cộng sản tỏ thái độ với dân rất rõ ràng rằng họ chỉ thu thuế của dân chứ không lo an sinh cho dân. Trung ương cũng duyệt chi ngân sách năm 2024 cho Bộ Quốc phòng với con số khủng lên đến 207.585 tỷ đồng, tương đương với 8,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 1 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Bộ Quốc phòng là nơi mà các nhân vật trong tứ trụ giành ăn, vụ lùng bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Một phần cũng là do tranh nhau miếng bánh trong Bộ Quốc phòng. Hình ảnh Bộ Quốc phòng của ông Phan Văn Giang được duyệt chi cao hơn gần 1 tỷ đô la so với năm 2023. Theo thông tin nội bộ cho biết, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là nơi tham nhũng kinh khủng nhất. Các nhóm lợi ích trung ương duyệt rót tiền cho hai bộ này thật nhiều, rồi những nhân vật trong bộ chính trị lấy lại tiền theo đường cửa sau có một khoản chi vô cùng buồn cười, đó là chi cho hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, chỉ có 2,69 tỷ đồng. Không biết với khoản chi tí hon này thì hội này làm được gì cho trẻ em tàn tật đây. Dẫu biết rằng các hội đoàn do đảng dựng lên đều vô dụng, họ chỉ lấy tiền ngân sách để chia chác nhau, chứ chẳng giúp ích gì được cho xã hội. Tuy nhiên, số tiền chi nói lên thái độ của chính quyền đối với người dân. Nhiều nước trên thế giới đang hướng đến xây dựng một xã hội thịnh trị thái bình cho người dân dựa trên niềm tin và sự trung thực. Đó là một xã hội mà để xe đầy ngoài đường không sợ bị mất, đi làm quên khóa nhà không sợ bị trộm cậy cửa, nông dân bán hàng cứ phân từng phần ra rồi để giá, người mua tự lấy và bỏ tiền vào hộp, không cần người bán phải đứng trong coi. Một xã hội như thế đem lại cho người dân sự bình yên, an toàn một xã hội như thế, nhà nước có thể giảm lượng cảnh sát và tăng chi tiêu cho phúc lợi. Hình ảnh ông Trọng đang dựa vào công an để trị dân. Ngành giáo dục và ngành y tế thuộc về hai ngành cốt lõi của an sinh. Ở các nước phúc lợi, ngân sách chi cho hai ngành này là rất lớn vì nhà nước miễn phí toàn phần hoặc trợ giá cho dân. Những quốc gia mà miễn phí y tế, miễn phí giáo dục đều có ngân sách cho hai ngành này rất cao, cao hơn nhiều lần so với ngành cảnh sát. Còn ở Việt Nam chi cho y tế và giáo dục thì đứng yên, còn chi cho công an thì phi mã, điều đó cho thấy nhà nước cộng sản là nhà nước không muốn tiến bộ hoặc không thể tiến bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo.d với bản tin Bộ công an ngập trong tiền, hội người tàn tật bị đảng quăng cho khúc xương. Võ thưởng bị tổng biến thành kẻ vô hình cái ghế chủ tịch nước không ai thèm ngồi cũng có cái lý của nó đây là vị trí được xếp thứ hai trong tứ trụ nhưng việc thực quyền thì không có võ văn thưởng phải ngồi vào ghế chủ tịch nước là sự gượng ép bởi trong hai ứng viên tô lâm và võ văn thưởng thì tô lâm né giỏi hơn nên tránh được chiếc ghế hữu danh vô thực này hình ảnh tổng trọng hất võ văn thưởng để tự đón tổng thống mỹ trần đại quang từng là người thét ra lửa ở bộ công an nhưng sau khi ngồi vào ghế chủ tịch nước thì lại trở thành đại bàn gãy cánh. Ông Quang không tự bảo vệ mình trước người đồng chí. Sau khi ông Trần Đại Quang chết thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn ôm luôn cái ghế này. Tuy nhiên đến đại hội 12 thì ông Trọng chê vứt chiếc ghế này cho Nguyễn Xuân Phúc ngồi tạm. Khi đó Nguyễn Xuân Phúc thất thế. Nếu không ngồi vào ghế chủ tịch nước thì cũng về nhà đuổi gà cho vợ nên tạm chấp nhận chiếc ghế này giờ đây đến lượt ông võ văn thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước vì ông thưởng không gây thù chú oán với ai không bị nhiều người ghét nên có thể tạm an toàn tuy nhiên sau khi ngồi ghế chủ tịch nước ông thưởng bị ông nguyễn phú trọng xem thường ra mặt có vẻ như ông trọng xem ông thưởng là cậu nhóc không làm nên tích sự gì nhiều lần ông trọng đã gạt võ văn thưởng sang một bên cứ như võ văn thưởng là vô hình vậy Hồi tháng 9, khi đón Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã gạt bỏ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng chính trị lớn nhất và duy nhất ở Việt Nam, lại tiếp người đứng đầu nhà nước Mỹ. Vụ việc này bị cộng đồng mạng lên án phê phán là ông Nguyễn Phú Trọng xem thường kỹ cương phép nước. Hình ảnh đón tập cũng gạt bỏ Võ Văn Thưởng. Những tranh cãi cuối cùng cũng tới tay Trung ương trong clip bị lộ ông hà kim ngọc thứ trưởng bộ ngoại giao nói trước các lãnh đạo về hưu ở câu lạc bộ thăng long cho rằng sở dĩ tổng bí thư tiếp tổng thống mỹ vì tổng bí thư là người mời tổng thống mỹ sang thăm chứ không phải chủ tịch nước mời vậy câu hỏi đặt ra là việc mời tổng thống mỹ là một việc của nguyên thủ quốc gia tại sao người đứng đầu đảng lại làm thay dù cho chống chế thế nào thì cũng không thể giấu được hành động gạt bỏ chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra khỏi vai trò của một nguyên thủ, cho dù vai trò đó chỉ là hình thức mang tính lễ nghi. Trong lễ đón tiếp ông Tập Cận Bình thì chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì mà không thấy bóng dáng của Võ Văn Thưởng đâu cả. Ông Tập Cận Bình là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm chủ tịch nước, vậy theo đúng nghi lễ thì phải là ông Nguyễn Phú Trọng đón tiếp tại văn phòng Trung ương Đảng còn ông Võ Văn Thưởng đón tiếp tại phủ chủ tịch. Vậy tại sao ông Trọng lại hất ông Võ Văn Thưởng ra để bản thân ông chủ trì tiếp đón ông Tập tại phủ chủ tịch nơi ông Thưởng làm chủ nhân? Thật ra ông Trọng nhả chiếc ghế chủ tịch nước sau đại hội 12 từ 3 năm trước, nhưng dường như ông Trọng vẫn xem bản thân là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Ông tự cho mình là bề trên, còn Võ Văn Thưởng hay Võ Thị ám Xuân chỉ là đàn em, là đệ tử của ông là đệ tử để ông tùy ý sắp đặt. Còn nhớ đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức và bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp nhận vai trò quyền chủ tịch nước, ông Tổng Bí Thư Trọng đã trồi lên truyền hình đọc diễn văn chúc Tết, gạt bỏ vai trò của bà Xuân. Hình ảnh chiếm quyền đọc thư chúc Tết của quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023. Đảng Cộng sản Việt Nam đang có người đứng đầu làm quyền, tuy ông trọng thường lên truyền hình để rao giảng về một thứ pháp quyền, nhưng bản thân ông lại chẳng xem pháp quyền ra gì, ông vẫn cứ hành động theo ý ông như một ông vua, không xem luật pháp ra gì và cũng không xem đảng luật ra gì luôn. Với một thượng bất chính như vậy thì hạ không tất loạn mới lạ. Trong đảng, ông nhỏ làm quyền nhỏ, ông lớn làm quyền lớn, chính là học từ ông tổng mà ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Võ Thưởng bị tổng biến thành kẻ vô hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d